quý vị và các bạn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, Vĩnh Phúc tuân thủ nguyên tắc dị bất biến, ứng vạn biến trong phòng chống dịch. Đó là phải đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. An toàn về dịch bệnh nhưng phải tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phải ứng phó thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, thích ứng an toàn hiệu quả với từng trường hợp, từng địa phương, từng cơ quan, từng thời điểm cụ thể. Xây dựng ý thức tự giác của người dân là chốt chặn quyết định để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nắm bắt di biến động của các nhân khẩu, kiểm soát người đi về từ vùng dịch, không để lọt bất cứ người lạ nào vào địa phương mà không biết. Bà Huyến và các thành viên tổ phòng chống COVID cộng đồng, tổ dân phố Gạch, phường Thanh Sơn, thành phố Vĩnh Yên thường xuyên đến các hộ dân để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Phân công là mỗi một thành viên là 2 đến 3 tổ liên gia, là hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nào là phải rà soát toàn bộ cái hộ gia đình trong cái trách nhiệm của thành viên đó. Và cứ đến 1 giờ chiều thì báo cáo về cho tổ trưởng thông qua Zalo để tổ trưởng lại tập hợp và báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống COVID của phường. Ý thức được nguy hiểm của dịch bệnh, lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các thành viên trong gia đình luôn được bà Lương hàng ngày ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ nhật ký của gia đình. Đây là biện pháp để tự kiểm soát dịch nhanh nhất khi có các yếu tố dịch tễ liên quan. Từ 27 tháng 4 cho đến bây giờ là gia đình tôi ghi chép đầy đủ lịch trình đi đâu, vợ chồng đi đâu hoặc là làm những gì, đi mua bán hoặc là đi tiêm phòng của 2 mũi. Ngày nào, tháng nào là gia đình nhà tôi, từ giờ nào đến giờ nào là phải ghi cụ thể. Thế báo cáo các bác, có như thế thì mới nay mai mình có dịch có đến hoặc là mình truy vết thì mình cũng dễ dàng hơn. Phòng chống dịch từ sớm, từ xa. Việc xét nghiệm tầm soát tại các khu vực có nguy cơ đã được các địa phương tiến hành thường xuyên. Công tác giám sát, cách ly y tế cũng được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Có địa phương đã triển khai cách ly F1 tại nhà khi đủ các điều kiện đảm bảo về phòng dịch. Trạm y tế cũng có tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường sẽ tiến hành tầm soát sàng lọc ngoài cộng đồng 35% theo cái kế hoạch 236. Thì đối với những cái đơn vị như là khách sạn, nhà trọ, nơi có đông người tụ tập ra vào, những cái cửa hàng nó có nhiều những cái shipper họ đến lấy hàng, ngoài ra có các cái chợ lẻ, chợ cóc thì trạm y tế sẽ tiến hành lấy mẫu. Trong công tác phòng chống dịch, chúng tôi luôn linh hoạt nhưng phải đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết. Đối với các trường hợp F1 dưới 16 tuổi và F1 có nguy cơ thấp, đủ điều kiện về phòng chống dịch thì chúng tôi cho cách ly tại gia đình và có sự giám sát chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phường. Thay bằng việc lập chốt, kiểm soát bằng việc nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ của người dân. Khi có nguy cơ dịch thì chúng tôi thực hiện khẩn trương truy vết, khoanh vùng gọn, cách ly nhanh. Đối với những trường hợp mà thực hiện không nghiêm về công tác phòng dịch COVID-19 thì chúng tôi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những ngày qua, mặc dù xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng ở một số địa phương, song kiên định nguyên tắc dị bất biến, ứng vạn biến, đặt an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên hàng đầu, các cấp các ngành đã vào cuộc triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phòng chống dịch, tập trung cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết, xét nghiệm thần tốc nhanh chóng, tách F0 ra khỏi cộng đồng, nên các ổ dịch đều được kiểm soát, không để dịch lây lan rộng. Cuộc chiến với dịch COVID-19 còn khó khăn lâu dài, sự đồng lòng, ý thức tự giác của mỗi người dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong phòng chống dịch chính là yếu tố quyết định để xây dựng vùng xanh, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2021, tổng số ca nhiễm 652, tổng số ca bình phục 263, số ca tử vong 3, số ca nhiễm trong ngày 76.
số bệnh nhân đang theo dõi điều trị trên địa bàn tỉnh 376, số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 10, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 2.377 người, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 651, số trường hợp đang cách ly tập trung 3.454, số trường hợp đang cách ly tại nhà 4.705, số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 136, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 1.305.853 mẫu.